Dạ vâng, này, em uh, lên tiếp cho các bác một cái con uh, sắp của dòng Yamaha đấy, được rất là nhiều các bác hỏi này. Con này thì uh, thuộc dòng SVK70. Đấy. đấy. Đấy, hàng về phải nói là đẹp uh, xuất sắc luôn này. Đấy. đấy. e căng thêm đã phải hơi mở ra một chút rồi, bởi vì những cái dòng này e căng mở nó hơi khó nên em phải mở trước cho các bác. Đấy, này. Đấy. đấy. Công suất là 44 nhá, 44W này. À, điện sử dụng nguồn điện 100 nhé các bác nhé hàng nhật bãi thế là điện sử dụng nguồn điện 100 Đấy, đây thì sau nó có cái cái cái, cái các uh, cái cầu nó này Đấy, cầu đây nó có bốn cầu này Đấy, à, có hai cầu này Đấy. và có hai đường uh, uh, tiếp nhận âm thanh vào nhé có hai ngõ vào đây input này Đấy, có hai ngõ vào này hai ngõ vào av Đấy. Ok Chất liệu gỗ các bác nhá Ok Xúc Hàng bãi về và là <laughs> Đẹp và là xuất sắc luôn Đấy Đây hay căng ngay kiếc nhá không rách một tí nào luôn Đấy thậm chí nhìn đây căng còn rất là mới luôn Đây em sẽ mở căng ra Đấy đây Khi mở căng ra thì em nó sẽ là như thế này quý vị nhá Đấy Thông hơi này Đấy, Bát này con này thì có vẻ như là bát 25 thì phải Bát 20 hoặc là 25 Em thử đo nhá Có ai thước rồi Em thử đo cho quý vị này Con này nó là Ui Con này bát Ở đây là bát 18 à Bát 18 quý vị nhá Đây Đấy, Bát 18 quý vị nhá Đấy Hàng rất là chất luôn Đây Phía trên này nhá Đấy cái cái uh cái phía này cái cái ốp của bên ngoài này cái ốp ốp để bảo vệ cái để để uh, bảo vệ các cái phím của nó này thì nó làm bằng kim loại nhá đấy, cái này có vẻ là nhôm rất là dày này quý vị này đấy, làm rất là chắc chắn luôn này đấy, quý vị thấy tấm không ạ một tấm nhôm rất là dày này để bảo vệ các con chiếc áp này đấy và ở đây này có tên thương hiệu này Yamaha này đấy SVK 70 này rồi ở đây có nguồn này phím nguồn này đấy cắt tần này này cắt tần này nhá Đấy, volume này. Đấy. Volume thì quý vị lưu ý này, nếu không dùng uh, sắp nữa hoặc là rút điện ra hoặc là như nào đấy, nói chung là quý vị không dùng thì quý vị uh, vặn volume về hết cỡ cho em. Lúc nào quý vị uh, mở nghe nhạc thì quý vị cho dần dần lên nhá. Đấy. Được chưa? Lúc nào không dùng thì nhớ tay, lúc nào cũng tạo thành một thói quen. Kể cả uh, âm ly hay là bất kể cái sản phẩm nghe nhạc các bác cũng thế thôi nhá. Nếu không sử dụng nữa, các bác vặn về uh, min cho em nhé, để về chế độ min cho em. Đấy tức là chế độ nhỏ nhất để khi mình mở nhạc lên và mình không bị giật mình đúng không ạ? Đấy. Thì cái này thì các bác phải lưu ý nhá. Nhiều khi em cũng hay bị quên lắm, thế là em rút ra một bài học là uh, khi không nghe nữa thì tốt nhất là mình cứ vặn nhỏ hết cỡ nhá. Đấy vặn về mức nhỏ hết cỡ để làm gì? Để khi mình cắm nhạc vào mình có thể điều chỉnh từ 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 lên. Đấy, để cho nó khỏi bị giật mình, được chưa ạ? Đấy. Ok. À, con bác này bát này thì nó là bát uh, 18 tám màng giấy uh, gân dạng dòng uh, sốt mút đấy với cái dòng này thì uh, nó tạo cái tiếng trầm rất là tốt quý vị nhá tạo tiếng trầm rất là tốt và nó kích thích cái tiếng bát của những cái dòng uh, dàn nghe nhạc các bác ấy mà dàn các bác mà đang thiếu bát hoặc là bát chưa đủ thì những con này nó kích tiếng bát lên rất là tốt nhá đấy con svk bảy này nó làm nhiệm vụ là kích bát lên rất là tốt đấy tức là nó giúp cho cái âm trầm ấy cái âm trầm chầm... tiếng nó sẽ hay hơn và nó có độ dịu nghe nó rất là ngọt Đấy Nó làm cho cái tiếng bát nó sáng tiếng hơn Đấy Nó cộng hưởng mà Nghe rất là hay à, Về kích thước của con súp này thì em sẽ đo luôn cho quý vị nhá Đây Đấy Đây Đấy à, 4 cao ở đây là 47.5 này Đấy đây là chiều cao nhá Là 47.5 này Đấy Còn uh, Chiều rộng uh, của nó này Rộng của nó là 21 nhá rộng 21 Đấy. Sâu của nó thì dao động là 30 mặt máy. Còn nếu mà tính full căng là 33. Đấy. Tính full cả cái căng luôn, ốp căng vào là 33. Đấy. Hàng về phần nó là tuyệt vời. Đây. Đấy. Em đã vệ sinh qua một chút rồi, còn bác nào mà thích nó kính con nữa thì về có thể lo thêm. Đấy, nhưng em tuy nhiên thì theo tức là cái quan điểm cá nhân em ấy thì thôi các bác đừng vệ sinh thêm nữa bởi vì <laughs> nếu mà lau nữa em sợ ruồi nó đậu vào trượt chân nó té mất nhá nó ngã mất nên là em lau nhà nó rất là bóng rồi Đấy Về nhà các bác gọi là Dùng tay phủi qua thêm một chút nữa Thì phủi thôi chứ còn không thì cứ thế mà dùng Đấy Còn bác nào cầu kỳ lắm Em mới thấy gọi là về vệ sinh thêm Bởi vì con em lau rất là kỹ rồi Đấy Đây Đấy ô căng vào đây nhá Đấy Ok chưa Đấy Các bác nào nhớ cậy căng nhá Thì Thì, thì bác nào mà về thích uh, cậy căng ra ấy Thì nhớ cho em này à, Dùng cái con dao mỏng ấy Đây này dùng những con dao thật cứng cáp nhá đây ví dụ như con dao này nhà em nó rất là cứng à, và em cho vào đầu vào đây này để em lậy nhá không được lậy kiểu như là ấn cái đầu mũi dao vào trong này nhá nó sẽ bị xước con loa nhá quý vị nhá không được cho dao này ấn này đâu nó sẽ bị xước cái này khi mình bẩy nó sẽ bong lớp à, lớp lớp sơn của cái con loa này mình phải cho đây hơi nhẹ từng góc một từng góc một bốn góc đều tay sau khi nó ra nhích nhích một tí rồi thì quý vị đẩy dần dần ra nó ra độ khoảng lửa đốt tay thì quý vị cho xuống đây quý vị bẩy tiếp đằng này ra nhá bẩy từ từ cho em nhá đấy không được kiểu uh, kiểu như là bẩy lấy được đâu bởi vì đây nó là hàng hoa mà mình phải cẩn thận nhá đấy ok các bác nhá đấy thì uh, giá của con sắp này nhá là hai triệu uh, 750.000 năm nghìn nhá 2 triệu 750 trăm nghìn đấy thì bác là chốt cái con này thì alo ngay cho bên audio để về ghép thêm một cái dàn cho mình nghe rất là hay luôn đấy thì bác là chốt thì để em uh, test luôn nhá để em test cho các bác đảm bảo là súp lên ok và em sẽ đóng hàng rất là cẩn thận để gửi cho các bác nhận hàng làm sao cho nó yên tâm không phải lo lắng về cái chuyện va chạm này nọ nhá nhà em đóng hàng thì là đóng bằng thùng xốp nên các bác yên tâm nhá đóng thùng xốp và trước khi đóng ấy, em phải dùng cái màng co em co nó kín lại đấy co kín lại để không cho bụi bẩn nó xâm nhập vào và cái thứ hai là ví dụ nước nước nó bắn vào nó không được đấy và em sẽ đóng xốp và em sẽ chèn chung quanh rồi chèn mặt căng này để đảm bảo cho các bác là hàng nó về nó ok tuyệt vời không bị gãy không bị xúc xát gì đấy thì nên các bác cứ yên tâm nha kể cả các bác ở xa bác nào nhận hàng nhà em thì biết rồi nhiều khi bóc hoàng bóc hàng nhà em nhé tức là bóc cái nhà em gửi một bộ dàn mà nhận hàng đến lúc bóc mà còn thấy bực bóc còn thấy tức bởi vì là sao mà phải bọc cầu kỳ thế bọc kỹ thế nhưng mà xin thưa với các bác gửi xa cho các bác như thế mà không bọc kỹ thì làm sao mà nó đảm bảo được đúng không ạ thà các bác bóc chịu khó một tí nhưng mà ừ, nó nó hàng về các bác nhận cảm thấy nó ưng ý nó nó đúng như cái video nhà em đang quay thì nó sướng đúng không ạ mình mất đồng tiền nhưng mình sướng đấy nhìn cái hình thức đã thấy sướng rồi chưa cần tới chất âm đúng không ạ thế là các bác yên tâm nhà em riêng nhà em đóng hàng thì cực kỳ cẩn thận đấy thế nên là bác là chốt thì alo ngay cho bên nguyên vũ audio nhá dạ vâng giá là hai triệu bảy năm cho con svk hai này em xin phép kết thúc video ở đây xin chào các bác nhé và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo bên em nhé